Bird. Hi everybody, good morning. Welcome back to my channel. If you're new, thanks for joining. If you've already subscribed, thank you so much. And today I am dying because I just went outside at 6:15 in the morning and did a run for 20 minutes and then a little cool down. And the current weather right now is, let me check, I'm like sweating like crazy. I don't know if you can see it, but I'm about to take a shower. It is currently 83, feels like 95 with 90% humidity. Oh my god, I'm crazy. But I know I've been eating a lot, so I wanted to get a workout in because I haven't worked out in like 2 weeks. All right, so now, oh my god, I'm dying. Ugh, look at my belly's getting fatter. I gotta go shower. That was the best cold shower of my entire life because I normally hate anything, even lukewarm shower. I hate it. But I died so much and I'm still hot right now. Can you see my face is red? So the only good thing, or the only sane thing to do after sweating is to go out and eat a bowl of pho. That's right. So we're gonna go soon to have breakfast and I can't wait. I did 20 squats, 20 minutes of jogging, and 10 push-ups. So I'm ready to eat. I'm hungry. Are you hungry? Well, I'm just ready to eat all the time. Yeah, did you work out? I need to do diddly squat. Diddly squat? I mean, I don't need to either, but if there's a cookie and cream freeze in the future, then I probably should. Oh, there ain't no cookie and cream freeze. Why not? Huh? No? Not in my future? No, in my future. Thanks, Al. Happy. Tại sao anh? Chúng mình sẽ đi đi uống cà phê phải không? Đi đâu? Đi cà phê Highland. Highland. Hi, cà phê Highland. Uống cookies and cream freeze. Không muốn is it? Kem. Kem. That's all. It's just called kem too. Yeah. Không muốn kem. Whipped cream. I don't like whipped cream on my thing because it's weird. It ruins the whole aesthetic of my food. It's like all of a sudden you get this like warm, not that sweet cream, and then it's terrible. All right, I'm gonna take a little rest. Châu chào ba. À, ba chào. Hả? Hai cháu sẽ đi ăn sáng. À. Đi ăn phở. À. Hả? Đi ăn sáng đi. Bye bye. We're gonna create the ancestor table in our home in America. So we need to pick up the items for the table and you have to get at the pagoda. So we're going to pagoda today. And yeah, plans always change in Vietnam. That's the hard part for me because I'm like a strict planner. Like my calendar is crazy. And then I come here and things change like every 2 hours, the plan is changing. But yeah. Em muốn ngồi, ngồi kia. Where do you want to sit? There?
He doesn't like my seat choice. Okay, Dep. Đấy, chụp mang ra đĩa chụp. Nhìn cho ta ăn cái mực nào, thích không? Không biết lắm, chắc dài khó. Me, teach me, what is this drink? This is a melon drink. Melon? Some bí đao. Some bí đao. Homemade. Some bí đao. Mom grew it. And then she grew it? What? Is it crazy or what? It is crazy. Okay, so drink it up and then let me try. Is it sweet? A little bit. It's like a, almost like a tea, so some sort of tea taste. Tea taste, very, okay. Refreshing. It's alright. But I'm not gonna drink any right now. My stomach is so full. Ugh. We're done. Lunch was not my favorite food of all time at all. It was like squid and fish. Oh lordy. And then, oh, I ate so many weird things. I had rice, piece of squid, onions, piece of mackerel, soy with beans and durian, yogurt, and chocolate. So it was kind of a weird, oh, and a bite of papaya. Oh my god. So that was a really weird meal, and now I'm just came back to the room. I just put the air conditioning on because it's so freaking hot here. So yeah, I don't know, today's like a chill day. I don't know if we're gonna do something later tonight because it's Friday, but the next 2 days, yo, it's gonna be really crazy. So since there's nothing going on, I'm just gonna talk to you. So tomorrow we are going to the grave. We were supposed to go today, we're going tomorrow. So tomorrow morning grave, tomorrow afternoon meetup, Sunday, oh my god, Sunday we're gonna do I think 3 things. Oh my gosh. So coffee and breakfast with some people on dad's side of the family, lunch with people on mom's side of the family, and then in the evening we're going to Hui's friend's wedding. That's Sunday. And then Monday, oh my gosh, Monday, I don't know, Monday or Tuesday, sis works at a school. It's like a institute teaching culinary and tourism and hospitality, so I'll be doing like a cooking video there. So yeah, it's pretty cool. I don't know how it's gonna go, but hopefully it's good. Hi Aang. Fra.
Huh? Frog. Mm. She's learning. Bet. She's so cute. Bet. Slam. Lamb. Lamb. Oh my god, she's so smart. When's the one? 5 years old. Right? Murder. Đúng rồi. She's not even 5 yet. Đó, con đếm, con đếm có bao nhiêu bạn ở đây? Một à, one nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, đúng rồi. Okay. We're having a Audrey Nguyen vlogs marathon. Look, she's watching the old vlogs from last year. With the puppies. The puppy. Hey. Chạy cái này tên là gì nhím? Kê. Kê. She's watching YouTube. Who's that? Oh, trời đất ơi, nhìn đây, con sôi ăn ăn bánh nồi. Is it day? Con chuột. Con chuột. Con chuột. Mouse, đúng rồi. Mouse này là màu nào? Trash. Huh? Trash. Wow. Gray. Brown, chocolate or brown? Chocolate brown. Look at this. It's the apron from Jilin's job, her school. Con đi học nấu ăn phải không? Dạ đúng. Nấu gì? Nấu bánh ngọt. Dạ bánh nhỏ. Ôi trời ơi, nhìn đây. Sắp đang ăn bánh sẽ bị bệnh. Sẽ bị đau bụng. Đau bụng, đau bụng. She doesn't care. Trời đất ơi, trời đất ơi. Hai con muốn cậu và mợ sinh con không? Cái gì? Nếu cậu mợ sinh con và đi chơi ở Việt Nam và các con đi chơi ra ngoài và rất vui phải không? Trời đất ơi, nhìn đây. Ôi trời. 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 Tired. Tired, mệt. Mệt. People. Crocodile. Yeah, crocodile. Tiger. Tiger, yeah. That's right. Sao là cái gì vậy? So good. Okay, so we're almost gonna have dinner and look at this. This is my favorite. This is thịt ba chỉ. Ui dồi ôi mẹ nấu thịt ba chỉ ngon lắm. Mực. Mực. Nhím sóc. Nhím sóc. Con ăn rồi. Con có ăn gì đâu. Ăn một miếng hả? Một miếng. I have been having the best time with my family. Hui is gone with his friends drinking, so he isn't here. So I've been having fun with my girls. Nhím ơi. Dạ. Nhím không hiểu thì mọi mình anh đọc quyển sách. Mọi mình anh đọc tiếng Anh dài quá không hiểu gì cả. Nếu mà mọi mình anh đọc tiếng Việt. Đọc tiếng Việt thì hiểu. We're gonna have ice. She had ice cream. Me and Sop's gonna have ice cream now. Sop took like 500 years to finish eating. She's like me when I was a kid. I used to take forever. Sop, ơi, Sop muốn ăn kem không?
Ăn kem vani. Okay. Oh my god. So we have this one. I'll show you. We bought it at the Mega Mart. Đây là kem cồn. Kem cồn mini. Yeah. Kem cồn mini. Sập ơi. Ăn gì? Đi. You should finish. Trời đất ơi. Ngủ xuống. Ngồi xuống. Bên ngoài không thấy số. Bà coi có thấy số nào đâu. Từ từ. Vani. Sô cô la. Số rồi, số rồi. Sốc. Bà con hơi mặt bắn. Ăn hết. Sốc ăn hết rồi. She gonna eat that? Chưa. Trời ơi. Okay. Đây, cái lực của sóc. Ôi, đừng có để bên ngoài nó chảy đó. Okay. Nhanh lên rồi lấy ăn. Nhanh lên. Nhanh lên đi con. Con mở các cái tủ lạnh đi. Mở các cái tủ lạnh đi. Ăn hết đi con, ăn rất nhanh. Và sau đó ăn kem. Kem miệng con nhé, cho nó nhanh lên, ngồi cái chân xuống. Trời đất ơi. I thought you finished eating already, man. I took these out because I thought she's done eating. Chắc xong rồi, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Ăn hết đi con. Ăn nhiều. Ăn nhiều. Ăn nhiều rồi. Ồ, mới sạch. Ngoan. Nhiếm không được nữa. Đeo ngay. Ăn nhiều. Sắp ăn ăn nhiều hơn. Anh ơi. Ở nhà này ăn kem. Dạ đúng rồi. Đây đây đây. Đây là vani. Con muốn ăn vani. Thôi mà mình ăn sẽ ăn ăn nữa. Ăn sô cô la. Đang quấy. Con đang quấy. Dạ. Nhìn đây. Đây là kem sô cô la. Kem cồn mini. Ta-dun! Ngon không? Ngon quá! Đây! We're gonna feed Picasso, but he hates me, so I have to be quiet. There's no light! He's gonna eat. Here's his dinner. Andy? Sol? Hi. Hi. Hi, Sol. Sol. I'm nice. I like dogs. Hi. Hi, buddy. Hi. Đi lên đúng chết nóng. Bye. Bye bye. He hates me. Yeah. Tại sao Picasso ghét con? Oh, whoops. Thầy Zip. Are you gonna steal my Simba? Is that what's happening here? That is a family heirloom. That is Simba. You teach her how to bathe? Oh, okay. And the pond you see, I'm a farm.
Đây là con là con gì? Đây là con báo. Con báo dễ thương. Con báo tên là Simba. Simba. Đúng rồi. Can you fail? Trời đất ơi. Bọn mình anh nên đi đi mua cho con. Phải không? Hai con thích cái này. Con cũng thích cái đó. Nhím có thích bầu cái gì đấy? Bông. Cái gì đấy? Bông. Yeah, Nhím có thích không? Nếu Nhím và Sóc thích, mẹ Minh Anh và cậu Huy sẽ đi mua cho con. Thích không? Con thích lắm. Nhím có thích không? Dạ có, ok. Mẹ Minh Anh và cậu Huy sẽ mua cho con. Đây là Tadpole. Tadpole. Con thích con màu xanh. Màu xanh. Con thích con khác, con okay. Nào cũng được. Con nào cũng được. Ok. Con chỉ thích con màu xanh. Oh, Pikachu không vui. Không phải, con người đi qua, nó cứ đánh thôi. Có người đi qua nó tưởng có người lạ đi qua nó mới kêu sủa ầm ầm như vậy á. Mà không hiểu. Nhưng mà cái con gì thích, con thích thạch sùng. Con thích nó màu gì thích ta. You're not gonna take my Simba. Hay là màu xanh nhạt đi. Màu xanh nhạt. Ok, con thích màu xanh. Màu xanh gì? Màu xanh. Xanh là cây hoặc xanh là trời. Xanh là trời. Xanh lá cây là màu xanh đậm hả? Hay sao? Cái này là xanh. Xanh này hoặc xanh này. Màu gì? Màu nào? Green? Blue? Còn màu màu xanh đậm. Quay đứt à? Con muốn màu xanh. Đây là cô hộ cô Huy. Con muốn màu xanh đậm. Trời. Con muốn màu xanh đậm giống như cái này nè. À ok, con thích màu này. Nhưng mà mình ăn vô cho con nha. Trời đất ơi, mà mình ăn không được. Tại vì đây là của mẹ. Ông bà nội, ông bà ngoại cho mẹ Minh Anh khi mẹ Minh Anh chỉ có thăm thôi. Và bây giờ ông bà ngoại chết rồi, mẹ Minh Anh rất buồn. Ê, và có cái này vẫn còn mà. Hả? Ông còn ở trên ở dưới. Không phải, ba ngoại của mẹ Minh Anh ở Mỹ chết rồi. Hả? Và ông thì sao? Và rất buồn. Ông thì sao? Hử? Ông thì sao? Ông cũng chết rồi. Trời ạ. Dạ. Nhưng con rất là lắm. She's trying to take my stuffed animal from my dead grandparents. Look at her. Trời ơi. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you guys so much for watching this video. Give it a thumbs up if you like it. If you haven't subscribed already, please subscribe below. And we will see you guys in the next video. Bye. Naughty bye. I tell you bye. I am your fellow. Huh? Bye. Bye.